Aboubakar rất gọn gàng. Tuấn Tài. Cú điểm. Đó chính là Fison. Hai cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An đã cùng nhau phối hợp và cùng nhau ghi bàn và tạo nên một màn mừng cũng rất đặc biệt tại sân Vinh. Trong tình huống này, khi mà cú sút xa của Fison đưa bóng đi trúng đích thì thủ môn Minh Nhật của Hoàng Gia Lai đã không còn thôi cản phá. Một cú đá đưa bóng đi rất căng và quá hiểm hóc. Aboubakar, Tuấn Tài cùng với Fison đã tạo nên một tam giác tấn công và một pha bóng đặc sắc. Aboubakar xin bóng nhưng Tuấn Tài đã quyết định đưa bóng về tuyến 2 để Fison đang có đà và băng lên thực hiện một cú dứt điểm, đánh bại được thủ môn Minh Nhật của